Em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn, nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay. Một người mới khi mà gặp em á, thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần, nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Bây giờ thì hai bên đã có mặt rồi. Xin mời em trai giới thiệu về mình. Đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến MC Quỳnh Linh và MC Hùng Vân và cùng toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Trần Trí. Năm nay em 23 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Hiện nay thì em đang công tác tại phòng trinh sát của Lữ đoàn 25, quân khu 7. Và đến tham gia chương trình với em ngày hôm nay thì có gia đình của em là có mẹ, có chị hai và một người bạn thân. À rồi, xin chào đón em đến bằng mối hẹn hò. Mời nhà gái. Rồi bây giờ tới mình nè. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào các vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Đinh Thị Thương. Em năm nay 25 tuổi, hiện em đang là nhân viên văn phòng và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em thì em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn, nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay. Và em hơi nóng tính và khi mà một người mới khi mà gặp em á, thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần. Nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Cái đấy đến giờ em cũng không biết tại sao. Vậy hả? Rồi bạn ơi, bạn ơi. Vâng ạ. Nếu bạn nóng tính chỉ nhường bạn tí, chỉ thấy sao nè? Em được cái có ưu điểm là hay nằm kèo dưới lắm. Chị chấp nhận kèo dưới. Chị có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ thì em ưu điểm của em là thứ nhất là dễ gần, đặc biệt là em không hút thuốc. Còn khuyết điểm của em là em rất là ít nói. Còn tham gia đám đông thì chủ yếu là em hưởng ứng chứ ít khi em phát động. Cái đó là tối ngủ hay nghiến răng lắm. Nghiến răng? Vâng, tối ngủ mà ngủ ở nhà mà mẹ ở ngoài mà mẹ còn nghe trong phòng em nghiến răng. Không sao, cái đó cái tật từ từ có vợ hết nghiến à. Sợ không? Chồng ngủ mà nghiến răng sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ nghiến dữ không vậy cưng? Dạ, chí em, ơi em cũng không biết là có dữ hay không, nhưng mà nghe tối em ngủ em không biết gì, nhưng mà sáng ra bảo hôm qua là trực thăng đâu nó bay hay sao trong nhà mình, trực thăng đáp hay sao dữ vậy đó hả? Em cũng chả biết, nghe người ta kể lại là nghe cái mức độ nó phải cỡ đấy. Em có mấy mối tình rồi, báo cáo bên đàn gái người ta biết đi. Nếu mà tính về mối tình chính thức thì em có hai mối tình. Một mối tình lớp 9 và một mối tình năm lớp 12. Mối tình đó kéo dài được 1.5 năm, là đến khi em học được nửa năm nhất. Rồi xong rồi là được 5.5 chia tay nhau. Dạ vâng. Rồi tới coi như mình vô quân ngũ là tới nay mình chưa yêu ai luôn. Dạ vâng, tính từ đó tới giờ thì vẫn chưa có... Là mấy năm rồi? Mấy dạ, năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi là phòng không gối chiếc đó đúng không? Dạ. Trong phòng em thì có cái gối ôm rồi, nên là cũng đã tự thân phần nào. Để hỏi bên đây nha, chuyện tình duyên của mình. Em thì chuyện tình không được bằng bạn kia. Em chưa có mối tình nào hết. Lý do? Xinh xắn như vậy tại sao lại chưa có mối tình nào? Thì cái ban đầu em chia sẻ là mọi người khi mà tiếp xúc với em thì đều nghĩ là em khó gần. Và phần lớn là mấy bạn ấy thường là không có tiếp tục chịu tiếp xúc với em, hoặc là cái thời điểm mà mấy bạn ấy tới thì em chưa xác định rằng là em muốn tạo dựng một mối quan hệ. Như là khi mà em học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều, thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối. Và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Cái là em rất là an toàn đó. Dạ. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu, mà em muốn là gửi gắm cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Đó, cô gái này cũng tính dữ lắm ạ. Đúng rồi. Ba còn trẻ quá, ba mẹ hối sớm quá vậy. 25. Tại ba mẹ con thấy đó giờ chưa có quen ai, cũng chưa có dắt ai về, nên là
sợ rằng là để thêm 1-2 năm nữa mà không hỏi thì sẽ ế lại. Trời ơi, ế, có nắm tay chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Có ai đặt nụ hôn trên má lần nào chưa? Dạ cũng chưa luôn, không ai dám làm điều đó đâu. Chưa có nha. Ráng nha. Cái vấn đề này em giải quyết được. Giải quyết nha, triệt để nha, quyết liệt. Rồi. Bây giờ nè, hỏi hình mẫu bạn trai của em như thế nào? Thì em không có đặt nặng vào cái ngoại hình bên ngoài nhiều. Em chú trọng vào tính cách của người đó và cái cách ứng nhân xử thế đối với ba mẹ, đối với người thân, đối với người trên. Với cả em cũng chia sẻ ban đầu là tính cách của em nó không được ổn cho lắm, nó còn chút của nét trẻ con, và mong rằng là bạn nam sau này thì sẽ nhường nhịn em. Tức là em kèo trên đúng không? Bạn kia thì bạn chấp nhận kèo dưới rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng rồi, nãy nói chấp nhận kèo dưới không sao cả. Đó thì bởi thiệt buộc lòng bé này phải lên kèo trên thôi. Rồi, bây giờ em trai là thích như mẫu hình như thế nào? Dạ thì về người bạn gái của em thì em cũng không quá đặt nặng về cái vấn đề mà ngoại hình. Cơ bản là cao độ từ 1m53. Cao hơn rồi đó. Thì từ 1m53 trở lên là được rồi. Đừng có thấp quá nhưng cũng không cần phải cao quá. Không, vậy thì ổn đó. Không, đây cũng đẹp trai, đây cũng đẹp gái. Hai đứa thấy cũng hợp lý đó. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nào. Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay ba mẹ em không có đến được. Lý do là vì ba mẹ em là sống ở quê, ở ngoài Bắc lận. Ngoài Bắc lận hả? À, ngoài Bắc dạ. Ở đâu? Dạ ở Hà Nam ạ. Hà Nam. Hà Nam. Dạ. Rồi. Đại diện đây. Yên tâm. Nhà gái đây. Bà mối rồi ha. Tôi đây. Bà tính sao? Chừng nào phải chừng nào cho đàn trai bước tới? Tôi thì tôi thấy như vậy, cậu thanh niên bên đây là một người rất là có duyên ngầm. Đó là cái điều mà tôi nhận xét. Theo tôi nghĩ là trong công việc bạn đó cũng sẽ là một người rất là quyết đoán, nhưng mà trong cuộc sống thì chắc có lẽ là như bạn ấy đã nói là bạn ấy sẽ nhường nhịn cái đối tượng mà bạn ấy yêu thương. Về phía nhà gái thì tôi thấy tôi đồng ý đó. Đồng ý, nhà trai đồng ý chắc chắn rồi. Tôi đồng ý bây đó. Giờ mình hỏi em đi với ai, với mẹ đúng không? Dạ này đi với rồi, mẹ. Cho gặp bác gái. À mời mẹ. Xin chào MC Quỳnh Linh với chị Hồng Vân, với khán giả trong trường quay. Làm mẹ thì ai cũng muốn con mình có một gia đình hạnh phúc. Hôm nay cũng mong hai đứa có duyên với nhau để đến với nhau như mong muốn của gia đình. Nhưng mà mẹ thấy cái bạn này là có đúng trong cái suy nghĩ của mẹ về một con dâu tương lai không? Nói chung là nhìn thì ok rồi. Rồi, em có đi với thủ trưởng không vậy? Dạ có thủ trưởng. Rồi cho gặp thủ trưởng đi. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa là thủ trưởng của em Trí. Thì theo anh thấy rằng là bạn gái bên này rất thùy mị, rất nết na. Nếu mà cảm nhận đầu tiên thì cũng rất dễ thương. Và nếu như hai em mà xác định gắn bó với nhau thì đây cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Anh cũng chỉ biết là khuyên các em là hãy tìm đúng cái một nửa của mình và theo đúng cái con tim mình mách bảo. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Rồi, mở rào. Mở ra. Chào anh, tặng anh món quà. Cảm ơn. Mở quà nói ý nghĩa cái món quà này như thế nào? Phép mở trước. Thì hôm nay món quà của em là kẹo. Từ đầu em đã nói là ưu điểm của em là em rất là thích ăn và em thích những viên kẹo. Em mong rằng là nếu mà sau này có cơ hội thì em mong bạn tình yêu của em với bạn trai của em cũng ngọt ngào như những viên kẹo. À rồi. Đến với chương trình hôm nay thì em có chuẩn bị cho bạn gái một món quà, đó là một cuốn sách với tựa đề là Tuổi Trẻ Hoang Dại. Em muốn gửi tâm tư của em vào cuốn sách này, muốn là bạn nữ là nếu có cơ hội có thể thì hãy thử tất cả mọi thứ ít nhất là một lần, nhưng mà nó vẫn phải trong cái khuôn khổ của nhất định là thử được làm những gì mình thích. Rồi, mặt hai bạn về chỗ đi. Mình cảm nhận về người đầu tiên mới gặp người lạ ơi, cảm nhận thế nào? Anh có cảm nhận gì về em không? Hôm nay bạn đẹp quá. Còn gì nữa khác không anh? Thì vừa mới nhìn vào bạn mình bên này, nãy giờ mình ngồi thấy mình tự tin hẳn lắm. Bảo mình tí quay mở rèm ra mình không bối rối, mà giờ nhìn những người phụ nữ đẹp mình run quá, quên mất lời này. Thank you.
Hôm nay thì mình có một bài thơ, không phải là do mình tự sáng tác, nhưng mà cũng là mình sưu tầm rồi mình cũng có cải biến lại. Yêu em anh để trong lòng, anh nào đâu dám tỏ tình với em, vì em cô gái ngọt ngào, còn anh là lính đâu nào dám mơ. Chiều buồn ngồi nghỉ vẩn vơ, thốt lên bốn chữ hỏi ai yêu mình, em ơi sao nỡ vô tình bỏ anh bộ đội cô đơn một mình. chưa gì kêu người ta bỏ cô đơn một mình rồi, bỏ rồi nào, này rào trước đón sau. Bài thơ này như em chưa có làm gì hết mà anh bảo em bỏ anh. Thương đáp lại Thương. Dạ thì em cũng mang tới một câu thơ muốn tặng cho chương trình và cũng tặng cho người bạn trai tương lai của em. Thì trăm lối đi em chỉ mong một lối về, vạn người mến em chỉ mong một người thương. Thì mong rằng là nếu mà hôm nay chúng ta cho nhau cơ hội thì cái câu thơ này nó sẽ đúng với chúng ta sau này. Cảm ơn. Hẹn hò thế nào đó? Dạ. Tụi em ở đâu đó hỏi đi. Bạn có tuần gặp mấy lần? Do đặc thù công việc thì cái thời gian công tác của mình là gần như là cả tuần. Nếu mà mình và bạn tiến xa hơn thì có thể là tranh thủ vào cuối tuần. Ý của anh là Chủ nhật đúng không? Chủ nhật hoặc là buổi tối thứ bảy. Thì cái khung giờ đấy thì lúc chắc đó là bạn là cũng không có vướng công việc nhỉ? Dạ hiện tại thì em làm văn phòng nên là ngày Chủ nhật em cũng rảnh. Trong lần hẹn đầu tiên thì bạn muốn, bạn thích là mình sẽ đi ăn xem phim hay là mình muốn mình đi đâu đó chơi? Nếu mà anh cho em chọn đó thì em muốn đi ăn, cái đấy là sở thích của em. Thì hồi nãy mình có nghe bạn chia sẻ là bạn không thích ăn cay. Dạ em không biết ăn cay. Không luôn. Biết ăn cay đâu. Dạ. Dạ, bạn có điểm chung của mình. Dạ. Anh có giỏi nấu ăn không? Cái này thì chắc để học thêm chứ về nấu ăn thì... Tại phần này em cũng không giỏi á. Thôi sao, cái này về nên tự tập cho nhau cũng được, tự tìm hiểu rồi làm chung cùng nhau cũng được. Quan điểm về tình yêu hai đứa thế nào? Đối với lại bạn thì theo bạn là độ tuổi bao nhiêu là phù hợp để kết hôn? Thực ra độ tuổi phù hợp kết hôn thì cũng không có đặt nặng lắm. Em gặp được người phù hợp thì lúc đó kết hôn, đấy là cái điều kết quả là hiển nhiên nó sẽ xảy ra. Và cái sớm muộn thì cái này là do một phần là về công việc, một phần là về ba mẹ và một phần là do bản thân hai bên có thể quyết định được không. Thì cái này em không có đặt nặng là bao nhiêu lâu là có thể kết hôn. Thì cái này là em mong là bên nhà trai sẽ quyết cho em. Giả sử như sau này mà có mình có thể tiến xa hơn thì bạn có ngại cái việc ở nhà chồng không? Em thì không đặt nặng vấn đề là con dâu mẹ chồng hay là gì đấy. Thì ở chăm sóc ba mẹ đấy là điều đương nhiên, bổn phận của một người con dâu nên làm. Nên cái đấy là không phải vấn đề lớn đối với em. Nếu bạn suy nghĩ được như vậy thì quá tốt. Nhưng mà bạn nóng tính quá làm sao bạn... Ví dụ như bạn ở chung với mẹ chồng mà tánh nóng quá thì sao? Dạ thì bình thường tính cách của em rất là ổn định. Chỉ khi nào mà gặp vấn đề mà nó bức xúc lắm thì em mới nóng tính thôi. Còn thường là em không lên tiếng đâu. Thì vấn đề thì yên tâm là mẹ của mình hiền lắm. Mẹ cũng ít nói lắm, mẹ cũng kiểu không có quát mắng gì nhiều. Nhưng mà mẹ nói câu nào là thấm câu đấy thôi. Nói là để suy nghĩ chứ không phải là nói mà để gay gắt. Em thấy mẹ em hay cái điểm đấy. Mẹ không có lớn tiếng. Vâng. Nhưng mà mẹ dạy bằng cách là những cái từ ngữ rất là sâu sắc nghe để mà thấm. Dạ. Đó cũng là một cách là bạn sẽ học được ở... ở mẹ chồng nếu như sau này hai bạn mà có tiếng đến hôn nhân. Bây giờ chúng ta có 30 giây, có nhiều mình nói nhiều hết với đối phương. Suy nghĩ sao mình nói vậy, xong là tiến hành bấm nút. Nói đi Chí. Giờ mình cũng có một số điểm với bạn là mình trong công việc thì mình rất là nghiêm túc, là rất là nghiêm khắc. Nhưng mà về gia đình mình thuộc dạng là mình không có được cứng rắn lắm. Nhiều khi nói thật ra là mình người hơi nhạy cảm. Sau này lỡ như có cái vấn đề gì mà... Anh nói lớn lên xíu được không anh? Tâm sự sau, sau này kiểu như là lỡ như mà hai đứa có cãi vã với nhau á, thì em hy vọng là hai đứa sẽ giải quyết là thứ nhất là không có lớn tiếng trước mặt bố mẹ. Khi nào muốn giải quyết vấn đề gì thì hai đứa mình là sẽ ráo riêng với nhau. Nhưng mà hạn chế là không để cho người nhà, người lớn người ta thấy cái điều đấy. Rồi. Em có một chút rung động gì với đối phương không? Dạ thì em như em nói ban đầu thì nhìn là đã cũng tim đập thình thịch. Tim đập thình thịch, có rung động, vâng. Có bối rối. Vâng. Rồi, như vậy là được rồi, hết thời gian. Hãy để tay vào nút bấm và quyết định đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không?
Nếu quyết định bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chúng ta phải sống bằng trái tim của mình. Bấm nút khi trái tim rung động. Chuẩn bị. 1 2 3. Cuối cùng thì hai bạn được nắm bấm nút. Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm chặt tay nhau nào. Xin phép người lớn, xin phép thủ trưởng của mình cho tụi em hẹn hò với nhau. Và tụi em hứa điều gì đó trước mặt mọi người. Con xin phép các bác, các anh, các chị, các cô gì họ hàng bên nhà bạn nữ. Hôm nay nhân dịp có chương trình bạn muốn hẹn hò thì đã kết duyên cho con với bạn được gặp nhau. Thì con cũng xin phép là mọi người, là gia đình, là cho con với bạn có thời gian để tìm hiểu, sau này có thể là tiến xa hơn nữa. Thì con cũng mong là các bác mọi người là ủng hộ cho tụi con. Con hứa là sẽ quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô gái của mình. Nhớ cổ tên gì không? Dạ, tên Thương. Tên Thương đúng nhớ không? Rồi ạ. Thương còn điều gì muốn nói với mẹ với lại thủ trưởng không? Dạ, thì hôm nay đến với chương trình thì con mong rằng bác và thủ trưởng sẽ ủng hộ cho hai bạn trẻ có thể nào đi đến một cái kết sau này nó tốt đẹp hơn. Con đến đây thì mong rằng là cả hai bên gia đình đều sẽ đồng ý cho con và bạn cùng tiến xa hơn. Dạ, con cảm ơn. Được rồi. Rồi, nào đặt nụ hôn đầu tiên nào. Trời ơi. Đây, giữ quà lấy của bạn. Thì em không thích ít tóc. Ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá, là được kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay là hai bạn đã có mặt cách cái hàng rào này thôi nha. Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, bạn nữ cùng chơi kế bên và khán giả đang xem trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Ngài Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ, hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Ai hi, là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ, thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi, còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mớ nha. Yeah. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ, quen được 3 năm.
Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi, nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó nên là phản đối. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì hai mối tình, mối tình thời sinh viên thôi. Ô, bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm nữa. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Dạ. Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút coi bà mối. Dạ em chào anh. Ừ, chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. À. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc? Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Không? Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao dạ. Luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm, thấy rất là vui. Nhớ cầu được ước thấy đó. Cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Ừ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ không, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh ca đi với ai? Dạ, em đi với anh rể và hai chị gái. Dạ. Rồi, chào anh ca. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình nhà bên đàn gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì nó rất hèn, khó làm ăn, có cái thì trong lúc nào thì nó trước đám đông thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội, sau chương trình này mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong dạ. Rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Dạ. Và tràn đầy xinh. À, này là kẹo dừa và đặc sản của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên
Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh là anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn, hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn, nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè. Rồi hay quên nữa, kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh, chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ. Thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi. Thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau em mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Để bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Bởi vậy em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn, không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, nhưng em thích kiểu quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới, có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để mình giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Okay. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run cũng quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á, nên là dạ. Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài búp bê con trai nha. Na 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 na, búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, mình lấy nhau đi, để đêm đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông, mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3.
Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Bây giờ thì bạn trai hãy nói gì với gia đình của bạn gái. Mình hứa sẽ làm gì cho cái mối tình này. Kính chào hai bác, chào anh, chào anh chị ngồi. Hôm nay thì được em bấm nút hẹn hò thì em hứa sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Rồi, sẵn rồi xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được ạ. Là sợ ma cho nên hôm nay em cũng muốn đến chương trình để tìm người bảo vệ cái ma trước khi bảo vệ cho em đúng không mà anh bắt luôn cho em khỏi lo. Nhưng mà em nhìn thấy anh ấy, em có cái hấp dẫn cuốn hút gì không? Dạ có đúng không? Anh được trai nè, em không đổ nè. Ồ vậy đó hả? Ồ cảm ơn nghèo quá, rất là dễ nghe ha. Dạ. Dễ nghe đúng không? Anh cũng thích gượng gái tắt nữa. Mời nhà trai. Hi, chào anh trai. Chào anh Linh. Ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Ngồi đi Linh. Chào anh trai. Chào anh. Khỏe không? Dạ em rất là khỏe. Rất khỏe. Hôm nay em vượt lên chính mình á. Đến đây lại nhất quyết là đem gọi về. Hay quá. Bây giờ nè, em giới thiệu cho bạn gái bên kia với bà mối bên kia biết mình tên tuổi mình ở đâu đi. Dạ, trước tiên em chào anh Việt Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Và chào tất cả khán giả trong vườn quay. Chào luôn trên truyền hình và trên YouTube luôn nha. Tên là Võ Quốc Cường, 43 tuổi, quê quán ở tại Cần Thơ và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc làm là kinh doanh mua bán về vi tính IT. Lý lịch trích ngang là như thế. Trời Võ ơi. Quốc Cường, 43 tuổi. Ông làm về IT hèn gì mà ông chào luôn khán giả YouTube, hay thiệt chứ. Rồi nè, bây giờ mình giới thiệu đi cho bạn Cường bên kia nghe đó. Hôm nay là bạn kiên quyết bạn rước vợ về đó. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Cường Linh và đó, chào anh trai bên đấy ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Thu, em ở Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em đến với chương trình cũng mong có một người để dìu dắt em những quãng đường tiếp theo ạ. Nhưng mà em làm gì nè Thu? Em làm bên thiết kế thời trang. Hả? Em làm bên thiết kế thời trang. À, người ta là thiết kế thời trang đó Cường ơi. Dạ. Thu nói luôn đi, cái điểm yếu điểm mạnh của Thu là gì? Điểm mạnh của em là sống vui vẻ và biết sống hài hòa với mọi người. Và biết sống hiếu thảo và rất quan tâm nhiều người nữa. Còn điểm yếu của em thì có một cái điểm yếu kinh khủng nhất, đó là em rất là sợ ma. Cho nên hôm nay em cũng muốn đến chương trình để tìm người bảo vệ cái ma trước khi em. Bảo vệ cho em đúng không? Ma anh bắt luôn cho em khỏi lo. Ngon luôn. Đi. Bắt ma luôn cho. Quá dữ luôn. Rồi anh tập cho em xem phim kinh dị luôn. Không sao đâu. Còn Cường, điểm mạnh điểm yếu của Cường là gì? Điểm mạnh thì tự tin, làm công việc nào cũng là nhanh gọn lẹ, quyết đoán. Còn những cái điểm yếu thì nó rơi vào hai trường phái. Một là mạnh mẽ, hai là nhút nhát. Ủa là gì vậy? Là tại vì nó nhiều khi cái vấn đề đó nó thấy nó mạnh quá thì nó sợ là nhút nhát. Nhưng mà mình thấy mình mạnh hơn người ta thì lại là mình 200% luôn. Tôi mình mạnh hơn ta mình lấn luôn. Lấn luôn. Còn thấy mình yếu hơn ta là không ra gió rét là luôn. Mình rét luôn. Trời ơi. Em có thích sở thích gì là nhất nào? Sở thích em thì thể thao. Thể thao ví dụ chơi gym nè, bơi lội nè, đạp xe nè, chạy bộ nè. Gì tất cả những môn về thể thao là đều thích hết. Đó. Văn hóa nghệ thuật. Văn hóa nghệ thuật và cũng thích nữa. Thích mùa gì? Thích ví dụ thỉnh thoảng thì có thể là hát nghiêu ngao gì vậy. Với một cái người hoạt bát như em ha, hoạt ngôn như em mà lý do gì em có mặt ở đây? Tại vì em sống nó hơi khép kín, nó có nghĩa là đi làm xong rồi cái cứ ở nhà. Ở nhà lười đi ra ngoài. Có nghĩa là không thích đám đông. Ví dụ mình đi với một người nữ thì ok, chứ ngồi tụm năm tụm ba tụm bảy mà. Với phần em là không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, cũng không có gái gú luôn. Nhiều khi thấy vậy thôi, cứ ở nhà.
rồi khép mịn, vậy là tạm gọi là nó không có mở lòng. Không cho có nên mở là lòng. Thường thường mình không có nhiều bạn được, không có cơ hội để gặp người nữ được. Đừng nói với tôi ông còn trai nha ông Cường. Chắc vậy. Sao Thu, Thu nghe tôi mất hồn không? Ôi không, thiệt không? Thiệt luôn á. Tình cảm thì có quen, quen cũng như là ví dụ bạn bè nó xa xa hơn một bạn bè một tí xíu. Đó mình cũng thấy mến mến, thương thương. Có nắm tay chưa bạn bè tới đâu? Nắm tay thì hình như là làm như là mình không yêu, không cảm giác hay sao ta? Ta thường thường nó nắm tay xong nó có điện giật hay là cái gì đó mình thấy cũng bình thường. Tình yêu là phải có nụ hôn đầu đời có không? Cũng chưa hôn nữa. Thiệt không? Chưa có biết nụ hôn như thế nào. Bây giờ nhiều khi ngồi suy nghĩ thấy người ta yêu thương nhau à. Mình cũng xem phim mình thấy yêu thương nhau mà mình nhìn kỹ mình nói không biết tình yêu nó màu gì, rồi nó ra làm sao cũng chưa biết, chưa cảm giác được như thế nào luôn. Có nhiều khi đêm đêm ngủ tại vì mình không có người yêu đó cũng khóc ướt gối gì vậy. Khóc ướt gối luôn hả? Trời, cũng tuổi thân lắm chứ bộ đúng không? Đúng rồi, chứ thấy người ta có cặp có đôi mà mình lớn không vậy, cho nên phải vượt lên chính mình đến đây. Là bữa nay lên đây, đến kiên đây. Quyết đúng không? Kiên quyết lên đến đây. Bây giờ tôi mời ông mối ông qua đây. Ông muốn hỏi anh gì nhà gái tôi không? Nên nhà gái hơi bị ngon á nha, nói cho nói cho nhà trai biết nha. Dạ. Thôi nhà gái thôi. Dạ em chào. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Dạ. Ôi xinh quá nhỉ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em có mối tình nào chưa? Lúc mà còn nhỏ hơn là tuổi còn đang chưa chín chắn á, cái thì còn có kết hôn một lần nhưng mà 3 tháng sau đó phát hiện vô tình cảm thì cái ly hôn 5 năm rồi. Em không biết đó là tình yêu hay là gì, em chỉ là thương hại người ta vì người ta đối xử tốt với em quá này kia ấy. Thì lấy nhau 3 tháng rồi có con. Dạ no. Tự nhiên mới 3 tháng rồi về chia tay nhau hả? Dạ em thấy không có, lúc từ phút đầu đến phút cuối không có tình cảm. Thôi được rồi, nói chung là cũng có một lần lỡ dở nhưng mà chưa tới đâu, mới 3 tháng sao em trai? Dạ. Cô bên này rất là dễ thương à, nhưng mà số phận như vậy em thấy sao? Thấy cũng bình thường à. À, có gì vậy mình có thể làm cho người ta cái vết thương đó có thể mất đi. Cường mong muốn có một cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cái người mà phụ nữ thì nó bình thường thôi được rồi, cũng không có cần đòi hỏi gì lắm. Mình nghĩ ai cũng có cái xấu cũng có cái tốt hết trơn. Cho nên là bây giờ mình nếu mà hai người yêu nhau thương nhau thì thật sự cái điểm xấu đó từ từ ta sẽ biến mất. Đúng rồi, tại tình yêu là sự bổ trợ cho nhau mà. Hay quá. Để cả hai cùng hoàn thiện. Rồi tuổi này cũng lớn rồi. Ông chưa yêu mà ông nói giống như là người đã cũng đã mà em xem rồi xem phim Hàn Quốc đồ nhiều lắm, chứ coi phim đủ thứ luôn, phim tình cảm không á. 43 tuổi rồi về có mong có con liền không? Cái điều đó ai cũng muốn. Nhiều được không? Được, đồ hộp hết đát mà còn xài được mà, chứ đâu có dục đâu. Còn em sao nè, nói cho anh nghe cái mẫu người lý tưởng của em. Em muốn tìm người yêu như thế nào? Nói chung là ngoại hình dễ nhìn, tính tình điềm đạm, sống mà có kế hoạch cho hiện tại và tương lai, biết tạo dựng một kinh tế ổn định cho cuộc sống của bản thân mình và gia đình. Với Hiếu Thảo, anh nãy giờ nói em có cảm nhận là thấy có gì giống giống mà những điều em muốn không? Dạ giống giống đó anh. À. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái. Em gái đâu? Dạ anh, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Hồng Vân, em chào khán giả trong trường quay. Em thấy anh ấy cũng dễ thương, cũng được và cũng nói chung là cũng nhanh nhẹn. Có duyên, anh này là thuộc loại có duyên á. Dạ anh có Cường duyên. Ừ. Hợp dạ. Với chị em không? Dạ cũng hợp, em thấy cũng được. Cô đi với ai Cường? Em đi với em trai của em và em dâu của em. À. Dạ. Em trai ruột không? Em trai ruột, dạ. Ồ vậy hả? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cũng như chào các bạn ở trường quay. Em chào chị. Anh trai em lần đầu tiên là thổ lộ cái thật lòng mình đó. Em ngồi em nghe từng câu của anh và từng câu của chị. Thì chị cứ yên tâm về cái vấn đề mà sợ ma hay bất cứ cái gì. Khi mà đi với anh của em là sẽ có cảm giác thật an toàn. Thứ hai, thí dụ em nghĩ như vậy, cái hôn nhân là một con đường rất là dài. Thì cái điều đó sẽ tạo cho anh chị những cái khuyết điểm và những cái ưu điểm sẽ bù trừ lẫn nhau. Em mong qua chương trình này thì anh chị cho nhau một cơ hội để mình bấm nút để mình tìm hiểu. Dạ em xin hết. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Nói nghe nè, ông mối, ông nói ông Cường á, ông đến sân khấu kịch tôi á, coi kịch ma đi, dắt Thu đi coi. Là biết coi đứa nào sợ là biết liền à. Rồi bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào. Anh có món quà anh tặng cho em. Em cảm ơn anh.
Gì vậy? Gì vậy? Chiếc xe. Trời ơi, cái lắc hay là dây chuyền? Lắc. Lắc hả? Đeo luôn đi Cường. Trời ơi, bao nhiêu chiếc vòng cầu hôn đó. Đeo vàng như đeo vào. Đeo, sao, lên, ra lên. Đeo vàng như đeo gông vào cổ. Đeo rồi mấy thở lấy ra. Anh trao cho em chiếc vòng cầu hôn. Chiếc vòng cầu hôn. Dạ, em cảm ơn anh. Ok, rồi, em quà có món quà tặng anh. Trời, gì, cái luôn. Gì, cái gì mở ra luôn. Mở ra luôn. Một chiếc áo sơ mi, em thích áo sơ mi lắm. Oh, em thích áo sơ mi mà lại thích màu trắng luôn không? Thích màu trắng đúng luôn. Vậy là quá hay rồi. Em mặc size gì? Nó nái nhà hết, 39, 40, 41. Đây, size gì đây? 43. 43? Dạ. Thì cái áo này phòng thủ khi mà anh ấy mập thêm một tí á, anh mặc vẫn còn vừa. Đừng có nói mập, đụng chạm nhiều người. Như vậy có nghĩa là vậy nè Linh. Trong đầu của cô bé này là cô tưởng tượng những cái hình mẫu bự con dữ lắm nè. Rồi, vậy là thấy là khả quan rồi đó. Lần đầu tiên hai người gặp mặt đó. Dạ, lần đầu tiên em cũng không ngờ em lên đây. Cũng tại vì em sợ ma quá nên em mới lên. Mà em gặp anh em run quá đi ạ. Run quá hả? Vậy là em có ấn tượng gì về anh không? Thế, em thấy anh là người hiền lành và là người đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực ạ. Thế à? Dạ. Bây giờ thí dụ có hai mẫu người đàn ông. Dạ. Một người đàn ông làm cho em mọi thứ để mà em yêu họ. Dạ. Còn một người đàn ông khác á, em chỉ cần nhìn vào họ thôi là em đã yêu họ rồi. Thì em sẽ chọn người nào? Em chọn người thứ hai, là mình nhìn vào người đó. Thì đó là em cảm thấy tương lai. Em yêu người đó liền. Em dạ. Thương người đó, tình yêu trong người đó liền. Là em chọn người nào? Là cái người mà em nhìn vào người thứ hai. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Thì anh là người thứ hai nè. Thế ạ, vậy là đúng người em đúng muốn rồi. Đúng em nhìn anh, em có thấy thương anh không? Dạ thấy. Đó, thấy không? Thì anh nói là anh là người thứ hai mà. Ôi, cho nên chứng minh điều đó mà, đúng không? Dạ. Anh tin dễ sợ luôn không? Anh với em tìm hiểu quen với nhau như vậy thì bao lâu mình đi đến hôn nhân được? Em mà lại lên đây có nghĩa là em đã sẵn sàng, ok luôn rồi. Có nghĩa là anh cưới là em chịu đó hả? Chắc phải. Hôm nay người ta đều có một cái sự kiên quyết, mà bên em là cũng kiên quyết rinh vợ về, đúng không? Đúng rồi. Còn bên đây ta cũng kiên quyết tìm được bờ vai vững chãi để ta dựa dẫm mà. Chứ em hỏi anh nha, anh có sợ ma thật không á? Anh bắt ma luôn cho em. Chắc không anh? Em khỏi lo. Bây chắc giờ em nói ở đó có con ma, anh bắt lại cho em thấy nó nằm đó luôn. Đó, yên tâm mà, đi đó. Nhưng mà em nói là tại vì em ở mình nên mà bản thân em là rất thích ánh sáng, mà bóng tối là em rất là sợ. Thì em cứ ở bên cạnh anh, em cứ sợ, em cứ ôm anh là thôi, em đâu có thật sợ được. Ủa giờ em muốn đi lấy chồng hay em chỉ cũng muốn kiếm một người bắt ma cho em? Đi lấy chồng á? Hả? Chỉ lấy chồng á? Lấy chồng, tính lấy chồng đi cứ. Nhưng kiếm mà một người. Nhưng mà em phải hỏi cho chắc cú, lỡ mà anh ấy sợ ma đấy thì thôi. Sợ không? Ủa, thí dụ như anh yêu em yêu anh, anh sợ ma kệ anh chứ. Em thấy tự tin của anh đủ để em nương cậy anh không? Chả đủ. Bây giờ em hiện tại là em ở đâu quên ta? Quận ở thành phố Hồ Chí Minh mà thế nào? Em ở Tân Bình. Ở Tân Bình, Tân Bình với quận 10 là rất là gần, đúng không? Kế bên luôn. Dạ. Như vậy thì thí dụ mình hẹn hò, mình gặp nhau như vậy thì một tuần như vậy là em muốn gặp nhau mấy lần nè? Cuối tuần ạ. Cuối tuần một lần hả? Nhiều khi ví dụ em thích anh quá rồi giờ em tìm lại nhiều lần rồi sao? Tại em dạ. Nói một lần mà thí dụ em lỡ sao? Lúc đó em báo sao ạ? Nhưng mà em nhìn thấy anh ấy, em có cái hấp dẫn cuốn hút gì không? Dạ có. Đúng không? Anh đẹp trai nè, em phong độ nè. Ồ, vậy đó hả? Ồ, cảm ơn em quá. Rất là dễ nghe ha. Dạ. Dễ nghe đúng không? Dạ. Anh cũng thích người gái Bắc nữa. Giọng Bắc rất là thích. Dạ. À, cũng đức tính người Bắc thì anh cũng thích nữa. Hai đứa này có dễ hợp lắm luôn nha. Ừ, thiệt luôn á. Tôi thấy là vô thẳng vấn đề luôn đi. Bây giờ là nếu cưới nhau thì tiền bạc ai giữ? Đó. Đứa nào thích con trai con gái? Giờ anh đang ở nhà anh hay đúng là rồi. Ở nhà mướn rồi hả? Mình lấy nhau rồi là mình gộp chung kiểu gì nè? Ừ, đó, đó, ví dụ vậy. Anh đang ở nhà của người ta. Dạ. Đó, dạ. Làm thuê. Cho nên nếu em về mà ở chung với anh, em có chịu không? Dạ chịu. Vậy là hả? Cũng chịu luôn. Miễn là anh cho ở. Tôi ở nhà thuê luôn hay gì? Em ở nhà của ông chủ nhà trọ. À vậy hả? Ờ, về ở với anh không biết sao. Em thích con trai hay con gái? Dạ cái này là tùy ý chơi ạ. Chơi cho gì thế này ạ. Con trai cũng được, con gái cũng được, dạ. Đúng không? Với cái tuổi này thì bây giờ có con là ai cũng thích đúng không? Đó, con trai con gái gì cũng đều tốt thôi. Dạ. À, không quan trọng lắm. Dạ. Tiền bạc làm sao? Ai giữ? Con cái ai lo? Bàn nhau đi. Cái này anh nói đi người. Dạ, hả? Dạ. Không lẽ bộ bây giờ anh kêu em đưa tiền cho anh giữ em cũng đưa luôn sao?
Nếu như mà em giữ không hết, ý mà em giữ không nhiều quá thì em anh phải giữ phụ chứ. Ừ, đưa anh giữ nghe, vậy là hứa vậy nghe. Không phải, các bạn không phải. Ý là anh giữ, ý là khi mà nhiều tiền quá anh phải giữ phụ em. Vậy đó thì dạ. giữ phụ em mà em có đòi đúng không? Tại vì lúc đó nếu làm vợ chồng thì xài chung chứ đâu có đòi được. Dạ. Đúng không? Nếu dạ. mà chưa là vợ chồng thì nhưng có thể mà, đòi được. Nhưng mà anh nhớ giữ kỹ, anh giữ phụ nhưng anh nhớ giữ kỹ. Đúng rồi, tại vì em nghĩ đi, anh không có cờ bạc, rượu chè, không có gì hết trơn, không ăn chơi bời hết trơn, làm sao mất tiền được. Dạ, vậy đúng ok, dạ, okay. Đó. Vậy em yên tâm. Bây giờ Cường bước tới, nắm tay Thu, truyền hơi ấm với nhau nè. Sao lạnh như vậy? Có gì đâu rung. Cái Thu nó rung nãy giờ nóng không? Ta nóng không? Người ta ăn ấm. Nếu mà anh ấm, mình nóng như vậy có đủ cho em ấm không? Hay là cũng vẫn còn lạnh hơn? Dạ chắc đủ rồi. Đủ hả? Mà nắm càng lâu là nóng lắm đó nha. Bây giờ là anh không hứa, tại vì cái tuổi này nó lớn rồi đúng không? Anh không hứa cho em một cuộc sống giàu sang. Nhưng cái điều anh hứa đó là cho em là cái sự chung thủy, cái chân thật của anh đối với em là nếu em là vợ của anh. Em đồng ý những lời anh nói. Bé Thu này, bé Thu nó hiền ghê luôn á. Ngồi đi Thu, ngồi đi. Nào, cái phình phịch này là hình như trái tim nó đập. Trái tim nó đập cập hịch, cập hịch, cập hịch đó. Suy nghĩ cho kỹ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức là rồi. Ngay bây giờ từ giây phút này các bạn đồng ý hẹn hò và tìm hiểu nhau. Nụ hôn đầu đời đầu tiên. Có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. À, dạ. Nên không phải là có nhân viên order cho mình đi dạ, đi không, ship. Em tự làm luôn. À, tự làm. Em tự chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Nếu là mai một Tom hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ đừng có, em thích nè. Trời ơi, xinh quá. Xin mời nhà gái. Chào Kim. Mời nhà trai. Chào anh. Chào anh trai. Dạ. Mời đi em. Dạ. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em năm nay 33 tuổi rồi. Em hiện đang là giáo viên mầm non ở quận 9. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và toàn bộ quý vị khán giả trong trường quay. Và xin chào bạn gái bên kia em ạ. Em tên là Hoàng Trung Thông, năm nay 33 tuổi, em ở Quảng Bình. Công việc là QC, là bên kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kiểm tra chất lượng sản phẩm. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ồ, Biên Hòa hả? Dạ, Biên Hòa cũng gần. Nhà gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì tự tin, vui vẻ, và hòa đồng, dễ gần. Còn khuyết điểm của em thì hay cả nể. Có sở thích gì không? Dạ có. Em thì thích đi du lịch, ca hát. Rồi có thích nuôi động vật không? Dạ không, em sợ lắm. À, sợ động vật. Rồi ok, còn bên kia, bạn nam ơi. Ưu điểm, khuyết điểm là gì em? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, cầu tiến, giỏi, ngon. Vậy là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi, khuyết điểm là gì? Hay quên. Hay quên. Dạ. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng lần đò rồi. Một lần đò? Dạ, cũng một lần cũng được 3 năm rồi. 3 năm, có con chưa? Có được bé trai hơn 1 năm rưỡi rồi. Bé trai 1 năm rưỡi, ở với mẹ? Dạ. Bây giờ là ở bên đó sao chia tay vậy? Lý do thì trước đây thì em cũng đi theo xuất khẩu lao động thì cũng có quen vợ cũ của em, quen trên mạng cũng gần... Không có tìm hiểu được kỹ nên là sau khi kết hôn về cưới nhau ở một thời gian thì em phát hiện cái bí mật đó là vợ em chơi số đề á. Làm gì? Chơi số đề, quyết định là chia tay.
có liên lạc gì với nhau có chứ, tháng thì em vẫn có chu cấp, vẫn có chu cấp, dạ vẫn có chu cấp cho cháu. Thôi muốn hỏi bên nữ nè, còn mình thì sao nè? Em cũng một lần đò rồi. À vậy hả, chia tay lâu chưa? Dạ em chia tay cũng được 3 năm rồi. 3 năm. Em thì chưa có baby. Cái lý do để tụi em chia tay là sao? Là hai tụi em không có tiếng nói chung. Anh cũng còn hơi ham chơi quá. Bạn đời tiếp theo của em phải như thế nào? Thứ nhất là phải biết hy sinh cho gia đình, không cần đẹp xấu. Yêu là phải chân thành, chia sẻ, cảm thông cho mình. Nhưng mà em có ngại cái vấn đề là bây giờ ảnh đã có con rồi và anh phải chu cấp cho con của mình không? Dạ không, thì nói chung là làm người đàn ông á, mà khi mà có con mà người ta nghĩ đến cái việc chu cấp cho con người ta thì cái đó là người đàn ông tốt. Nhưng mà anh đừng có ăn chơi. Anh đừng ăn chơi. Dạ, anh chí thú làm ăn lắm đúng không? Em không ăn chơi, cờ bạc không, hút thuộc không. Rượu chè thì tất nhiên là bia rượu thì trong công việc thì cũng phải thỉnh thoảng, nếu mà giao tiếp công việc hoặc là xả giao đến ngoài xã hội thì mình vậy. Cũng có một chút chứ. Bây giờ là vốn liếng là có dạ, được chút đỉnh để chuẩn dạ, bị cho dạ, gia đình mới không? Dạ em đi làm việc bên đó 3 năm thì em cũng để dành được một số vốn nhỏ nhỏ rồi. Bây giờ muốn tìm một người yêu như thế nào? Em tìm một người yêu thì trước tiên về cái ngoại hình thì mặt cứ nhìn một chút, đẹp da trắng vì tại em đen rồi em muốn bạn gái trắng hơn em một chút rồi. Anh ơi còn... em đen lắm. Anh ơi em đen lắm. Còn về cái tính cách thì phụ nữ của gia đình, chăm lo gia đình rồi biết quan tâm chia sẻ rồi chịu khó làm ăn thì là ok. Tôi thấy là cô giáo bên đây của tôi là có đầy đủ những cái yếu tố mà dạ, đúng. Em yêu cầu, chỉ có nước da của cổ mà đen đều mà đẹp lắm. Cô giáo nâu, mà thấy không? Nâu chứ không phải là đen, nâu chị. Da nâu. Em chào anh Quyền Linh. Rồi cô giáo là nước da thì nói chung trắng không đẹp, bạn ở đây chút. Da này là đẹp này nghe, da này bây giờ đang là trend đang nha. Xu hướng đó nha. Ừ. Em có yêu cầu về nhà cửa, về chỗ ở hay về gì không? Dạ chắc có chút chút. Chút chút là yêu cầu gì em nói thử coi. Gì nói bên đây đáp nào? Ứng được không? Dạ thiệt em thì cũng không thích làm dâu lắm. Tại vì em cũng vụng về lắm, không giỏi lắm. Với lại cái công việc của em á là không ở nhà nhiều được. Cái nghề chính của em là giáo viên. Nhưng mà em còn bán hàng online. Rồi em còn đi make up nữa. Cho nên là em cứ phải đi hay đi á. Bạn của em thì nếu mà có thể thì có nhà riêng cũng được. Có chỗ ở ổn định không? Dạ hiện tại thì em đang ở phòng trọ đó. Nhưng mà cái hướng sắp tới khoảng bao lâu thì mình có thể? Cái hướng sắp tới nếu mà làm ở trong này ổn thì có thể em ở trong này định cư. Em làm ở trong này. Tạm thời kinh tế em vẫn ổn định. Dạ. Người phụ nữ là động lực của người đàn ông để người ta tiến lên. Em đi với ai em gái? Dạ thưa anh Quyền Linh là em đi với anh chị em và đồng nghiệp của em. À, dạ gái. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ em là anh rể của Hằng. Em thấy đàn trai thế nào? Thấy cũng vui vui vẻ, cũng chân tình. Thí dụ hai bên cũng đều có gian dở hết rồi đúng không? Dạ. Thì khi mà nó kết nối lại thì trong cái tình cảm đó thì em cảm thấy là mình có thể mình sống mình sẽ chân tình với nhau được hay không? Dạ nếu mà ví dụ như được sự cho phép bên gia đình thì cho em quen thì mình sẽ có một cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới xa luôn. Rồi thì anh thấy em thì anh cũng ok. Dạ, em cũng dạ, vui vẻ, hòa đồng, chân tình. Thì riêng anh cũng cảm thấy là hai đứa cũng thấy cũng hợp. Đi chương trình này cùng đi có em rể đi theo. Lời đầu tiên em xin phép được chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì em là em rể của anh Thông. Về điểm mạnh của anh Thông á, thì thật thà, siêng năng, luôn là một con người là chăm lo cho gia đình, sống rất là nội tâm. Riêng về vấn đề mà chị cần đó là vấn đề chia sẻ về gia đình á, và công việc, thì em nghĩ là anh Thông đủ đầy đủ để chia sẻ cho chị. Còn về điểm yếu của anh Thông là cái vấn đề mà quá hiền, hơi rụt rè. Nhưng mà em nghĩ chị gái sẽ bù đắp lại cho anh Thông được. Còn riêng về anh Thông thì rất là muốn ổn định về gia đình. Rồi lúc đó công việc anh sẽ nâng cấp lên. Rồi về vấn đề mà nhà cửa cũng không phải là vấn đề khó khăn cho lắm. Em cảm nhận về chị gái. Chị là một người với tính cách ban đầu thì rất là thật thà. Và cũng có xu hướng thiên về gia đình, nội tâm. Thì em cũng mong anh, chị bấm nút và hãy trao cho nhau một cơ hội. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Rồi cảm ơn anh trai. Bây giờ...
để cho hai người tự cảm nhận đi ha. Nào, mở rào. Chào em. Đó, rồi tặng quà nào, tặng quà nào. Đến chương trình này anh có món quà tặng em. Em cũng có món quà này tặng anh. Anh chết rồi, anh cũng đeo đồng hồ, sao anh đeo đây? Đồng hồ hả? Sao em tặng đồng hồ? Cái thứ nhất là em thực sự là cũng rất là thích đeo đồng hồ. Còn với thứ hai là em muốn nếu như mà sau này mình có tiến xa với nhau á, thì thời gian sẽ làm cho mình biết trân quý nhau hơn. Anh cảm ơn em. Anh đeo anh ha. Hay sao? Sao không được. Rung quá anh ơi. Rung quá. Em tự tháo đồng hồ của em để cho bạn đeo đồng hồ của bạn cho em. Tháo ra đồng hồ. Cái tay em rung quá. Rung hả? Bình tĩnh thôi chứ em. Cảm ơn em rung. Cảm ơn em. Cảm nhận đầu tiên khi gặp anh thì em thấy thế nào? Em thấy anh vui vẻ, nhìn có vẻ thật thà. Rồi anh cảm ơn. Nhìn rất là đàn ông nha, mà rất là duyên dáng nha. Cái nét đẹp này là cái là nét này nét duyên ngầm á. Cảm ơn chị nha. Còn em nói luôn cái cảm nhận của em về cô bạn này đi. Cảm nhận đầu tiên khi gặp bạn gái trên chương trình này thì em thấy bạn gái này rất là xinh, dễ thương. Vâng anh. Hiện tại thì em đang dạy ở quận 9 đúng không? Dạ, hiện tại thì em là giáo viên mầm non. Em công tác ở trường mầm non Long Bình, quận 9. Là cũng gần nhà em luôn. Là em quê là cùng Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ đúng rồi, nguyên quán của ngày xưa của em là ở ngoài Thái Bình. Nhưng mà ông bà gia đình em là ở đây là từ xưa giờ rồi. Hẹn hò thế nào, trao đổi đi. Em nghĩ là cái thời gian trong tuần thì em có thể sắp xếp được vào cái giờ nào, ngày nào nhỉ? Thật sự là công việc em nhiều. Em thì đi dạy thì từ sáng đến chiều rồi. Xong rồi cái đến tối thì là em phải bán hàng online. Thế cũng bận rộn ha. Cho nên là bị ế đó anh. Bận có nên ế đó. Ngày thứ bảy là em được nghỉ làm, là em được rảnh. Còn chủ nhật thì em cũng phải đang đi học. Cũng không có thời gian. Cũng đi học nâng cao hả? Dạ đúng rồi. Có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. Cho nên không phải là có nhân viên order cho mình đi ship hàng. Dạ không, em tự làm luôn. Em tự chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Nếu là mai một Tom hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ được đó, em thích nè. Trời ơi, cưng quá. Ủa vậy chứ anh thích người phụ nữ sao? Anh thích một phụ nữ của gia đình, con người là sống tình cảm, thiên về tình cảm, biết quan tâm, chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Nhưng mà em thì tình cảm có đó, dịu dàng cũng có đó. Nhưng mà em thì nấu ăn không giỏi. Với lại nhiều khi em hay đi ra ngoài, công việc của em cứ phải đi nhiều á. Anh thấy sao? Nấu ăn thì có thể anh nấu rất là... Anh có thể nấu được nhiều món ăn ngon. Điểm mạnh của anh là nấu ăn. Anh cũng vẫn thích nấu ăn. Vậy là mỗi khi em đi làm về mà em chưa kịp đi vô bếp là em đã có món ăn rồi đúng không? Tất nhiên, ví dụ như vợ bần đi, chồng có thể làm thay được mà. Nói chung là anh mọi việc trong nhà anh có thể làm được, điền được hay là tất cả mọi việc trong nhà. Nếu mà người vợ phụ nữ mà bần công việc thì chồng làm về sớm thì mình sẽ phụ giúp vợ thôi. Cái đó là chuyện bình thường. Không, anh là mẫu người mình biết chia sẻ. Không phải là mình cứ nghĩ là cái phụ nữ là phải là dành công việc là gia đình là người phụ nữ, mà đàn ông cũng phải làm chia sẻ cho vợ mình chứ. Đó là người đàn ông biết suy nghĩ về gia đình. Rồi chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm hết đi luôn ha. Dạ rồi. Rồi, cứ nắm tay nhau đi suốt con đường còn lại. Rồi sẵn đà rồi xin gọi là anh chị. Cho em xin phép gia đình gái em cho anh hôn em một. Giống
về đứa bán hàng online, đứa đi ship được. Dạ.